cộm một đá bỏ vô. Bác phải chiều quá nó cho chơi đó. Đúng rồi. Cho đi xe dùng vào. Mang cơm đây cho nó ăn, nó xem nó ăn, nó làm nó ăn. Đổ đi, đổ cho đầy thùng lên đó. Đúng rồi. Sắp đầy thùng chưa? Chưa đầy thùng được. Bác xem đầy chưa nào? À, mới được nửa thùng xe ben thôi. Tiếp đi. Ôi, bị múc giỏi quá. Đúng rồi. Ô tô sắp đầy rồi. Rồi, tiếp đây. Đúng rồi. Mẹ Cúc ơi, cho nó ăn này, lên cho nó ăn này. Mẹ Cúc ơi. Mẹ Cúc đâu rồi? Em đồng ra đây chơi với em Bi đi. Múc nữa đi, đồng đâu rồi? Bi có cái xe tải đẹp nha. Trời ơi. Đầy chưa, đầy chưa? Rồi. Rồi. Đi ra, đi ra, đi ra, đổ đổ đi ra đây. Ô xe sao lại sao xe đi lùi, đi xe đi đầu chứ. Rồi, đúng rồi. Mang về đây để đổ nào. Rồi. Ôi xe mà chống cả đít lên nè. Xe bị chống mông lên nè. Ô tô bị chống hai bánh lên trời rồi. Vẫn ngủ rồi. Đây đây đây, làm đi bác. Bác quay nào. Đây chưa, đây thùng chưa, sắp đây thùng xe tải chưa? Ủa, xe tải sắp đây thùng rồi. Xe tải sắp đây thùng rồi. Đầy thùng chưa? Đầy thùng chưa bác xem nào? Mở nắp ra xem nào. À đúng rồi, đậy nắp lại. Hạ bánh xuống. Hạ bánh xuống nào, hạ bánh xuống. Đúng rồi. Bây giờ đi đẩy cho xe đi đi. Chở đến công trường để đổ nào. Đi đây. Đi đây nào. Xe điên đầu trước, sau đây xe đi đít trước. Rồi, bây giờ mở ra. Cho xe tê vào hướng đi. Đi, 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 đi. Đi, rồi. Úi dồi. Đây thùng chưa? À. Đang có xe con này chưa có gì này. Đây này, xe con này chưa có gì trong xe đâu.
rồi. Đến đây chơi với em à? Ừ, thôi em cứ chơi đi. Đổ đi. Đổ với xe con đây. Ôi, trong mấy cậu trận bẹp xe con kìa. Ôi ôi, xe con đòi mất rồi. Xe con đầy thuốc lưu rồi. Tại có bi đã đầy thùng hàng à? Thế này có bi đã có hàng chưa? Chưa. Chưa, hàng mới hết chưa? Bác xem nào. À, thế này thùng hàng chưa có gì này. Rồi, múc vào. Chị chơi với em đi. Em buồn lắm đó. Ừ, chị gửi tươi lên. Đổ đá vào xe con à? Xe con chở mấy múc công trường à? Úi giời, đổ xe sau rồi. Đây xe con chưa, mang xe con đổ vào xe thùng đi. À đầy rồi, rồi lại nắp lại. Chở đi thôi. Đi mang đi chở đi đấy.